Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình lại thử quay con vịt mà dồn lá cách nha mọi người. Rồi mọi người cùng theo dõi mình nhé. Đó. Rồi thì đây vịt mình chuẩn bị rồi đó mọi người. Đó. Đây lá cách nữa. Mình sẽ dồn lá cách vào trong bụng của con vịt này nhé. Nhìn nữa. Đó. Rồi thì giờ mình bắt đầu mình khâu nó lại nha mọi người. Thì đây vịt mình đã chuẩn bị xong rồi mọi người này. Đó. Và đây nước này để quét lên vịt đó mọi người. Rồi nữa. Đây đang chuẩn bị đốt lửa lên than nướng mọi người. Cắt vịt rồi nữa mọi người. Rồi, ok. Để em lên hết thôi. Để lên cao nào. Lên. Dạ. Rồi cho nó em nó lên rồi mà. Đó. Cao quá này. Cao quá. Cao quá. Để ui, cho nó ấy đó. Xuống xuống xuống. Cao quá. Rồi đã có than mọi người, bây giờ đưa về đến nướng mọi người. Đó. Chế tạo đồ quay. Đồ tạo, đồ quay lại đơn giản đấy. Mình ứng dụng hai cái cây này luôn, mình làm cái hai cây giống không? Đấy, sau một thời gian mình nướng thì nó hơi bị cháy mọi người, hơi bị quá tay rồi nha, hơi cháy. Rồi, phải ra thôi. Ra nào. Giờ mình sẽ ăn tại trận tại đây luôn. Nó hơi xấu xấu một tí. Đây, chín rồi mọi người. Đó. 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 Rồi. Để đây. Quay đây nào. Ngồi ăn này tại chỗ cũng ngon mọi người. Đây, mời mọi người một miếng nha. Rất rồi, làm thêm hấp viên nữa nè. Mồi ngon này phải có khác nữa là mồi hấp viên mọi người đó. Đâu là cắt ra rất ngồi mọi người miếng lá cắt luôn nha. Nghĩ sao mình làm vậy thôi, cái này không có ra theo công thức nào cả. Đấy, gặp em rồi. Nó ở ngoài nó hơn mình rất nhiều mật ong quá, nó hơi đen ở trong ngoài đó. Đó. Đã mọi người. Chơi luôn này. Này. Mời mọi người miếng đùi nha. Thôi. Tuyệt vời. Đã quá. Lưng. Cá này ăn luôn. Chị chém mà lại thơm chứ. Ôi lạ. Đó đây. Chứ sao? Không được đâu. Đây, tôi làm cái kho câu. Ấy. Ấy. Tôi làm cái kho câu ạ. À, nó mở đó, nó hơi đi cháy màu lắm. Không sao, có gì làm đấy. Mời mọi người những kho câu nè. Gì? Vô. Rồi thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây mọi người. Mình mời mọi người những đùi vịt nữa nhé. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy vịt nướng cháy của mình ngon thì đừng quên cho mình xin một like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh của Vinh nhá. Rồi bye bye mọi người.